Ông Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình TV Shopping. Quý vị thân mến, đối với các bậc làm cha làm mẹ thì không có điều gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy con yêu phát triển khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi. Và để làm được điều này thì các biện pháp giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cường sức đề kháng, giúp phát triển trí tuệ luôn được các bậc phụ huynh tìm hiểu và quan tâm. Trong đó thì không thể không nhắc tới hồng sâm và đặc biệt là hồng sâm Hàn Quốc. Cũng chính vì vậy mà trong chương trình TV Shopping ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả sản phẩm nước uống hồng sâm trẻ em Vita, dược mỹ phẩm Daycell Korea được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm DSB Việt Nam. Hiện sản phẩm đang được rất nhiều bậc cha mẹ tin tưởng lựa chọn và đánh giá rất cao ạ. Vâng thưa quý vị, nước uống hồng sâm Daycell Dr. Long Lab Vita có chứa tới 60% tinh chất từ hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi nguyên chất lên men và có thể thấy là cao hơn hẳn so với nhiều dòng sản phẩm khác trên thị trường hiện nay đúng không ạ? Đối với hồng sâm thì hồng sâm 6 năm tuổi được đánh giá là có chất lượng vượt trội bởi hàm lượng lớn glycosinoside hay còn gọi là saponin. Và khi sử dụng hồng sâm 6 năm tuổi thì tỷ lệ hấp thu saponin vào cơ thể sẽ cao nhất và từ đó thì giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, hiệu quả trong việc cải thiện tuần hoàn máu ạ. Bên cạnh thành phần chính là hồng sâm nguyên chất lên men thì còn có một số thành phần dưỡng chất quý khác chúng ta phải nhắc tới như là chiết xuất từ cam thảo, quế, bạch thược, nhung hươu, seven berry cô đặc, gom sa than, vitamin C, vitamin B1, canxi. Hơn hết thì nước uống hồng sâm Daycell Dr. Long Lab Vita được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc trên dây chuyền khép kín với công nghệ hiện đại. Sản phẩm của chúng ta được đóng dưới dạng gói vô cùng tiện lợi, giúp các mẹ có thể chăm sóc con dễ dàng hơn. Hơn hết thì nước uống hồng sâm Daycell Dr. Long Lab Vita còn có bổ sung thảo dược tự nhiên nên là vị thì vô cùng dịu ngọt và thơm ngon, không chứa đường và các chất tạo màu, chất bảo quản. Với các thành phần như vậy thì nước uống hồng sâm Daycell Dr. Long Lab Vita của chúng ta nổi bật với các công dụng như kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn, tăng cường sức đề kháng, phòng chống các bệnh hô hấp thông thường như ho, sổ mũi, hắt hơi, đặc biệt trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch của các bé sau 12 tháng tuổi, thanh nhiệt, giải độc, cải thiện hệ tiêu hóa, bổ sung kháng thể tốt chống táo bón, giúp trẻ ngủ ngon giấc hơn, đặc biệt giúp phát triển trí não, tăng cường khả năng học hỏi và ghi nhớ, phát triển chiều cao vượt trội. Thu Trang nghĩ rằng việc là bổ sung đúng cũng như là đầy đủ các chất dinh dưỡng thì sẽ là cách tốt nhất giúp cho bé yêu có thể phát triển toàn diện về cả thể chất và tinh thần, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Và chỉ với mỗi ngày một gói thôi là các mẹ đã có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho con trẻ rồi, quá là đơn giản đúng không ạ? Dạ vâng ạ, đặc biệt hơn là giá của một hộp nước uống hồng sâm Daycell Dr. Long Lab Vita của chúng ta chỉ có là 1.100.000 đồng. Tuy nhiên, khi đặt hàng tại chương trình TV Shopping ngày hôm nay, quý vị chỉ cần bỏ ra 850.000 đồng mà thôi. Đặc biệt nếu mua 2 hộp thì mức giá sẽ là 1.500.000 đồng, tức là chúng ta chỉ có 750.000 đồng một hộp thôi ạ. Và chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất từ trước tới giờ. Vậy quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay gọi ngay qua số hotline của chúng tôi để đặt hàng 0914858212, hoặc quý vị có thể truy cập vào website esb.com.vn, hoặc quý vị có thể liên hệ qua fanpage Daycell Health and Beauty VN, hoặc tới địa chỉ số 78 đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đến đây thì Thu Trang và Âu Việt xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.